Sáng ngày 18 tháng 6, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và câu lạc bộ VFL Wolfsburg. Tham dự và trực tiếp ký kết bản ghi nhớ hợp tác này, về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, các ủy viên ban chấp hành tại Hà Nội, ban tổng thư ký, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển, Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede, đại diện lãnh đạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF. Về phía câu lạc bộ Wolfsburg có ông Stefan Frank, Giám đốc thương mại phụ trách khu vực Trung Đông, Ấn Độ và Đông Nam Á của câu lạc bộ. Ông PM Michael Libaski, đại sứ của câu lạc bộ Wolfsburg. Ông Libaski chính là một trong những danh thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Đức thập niên 80 và từng cùng đội tuyển Đức hai lần đoạt ngôi á quân World Cup năm 1982 và 1986 trước khi đăng quang ngôi vô địch tại World Cup 1990. Buổi lễ cũng có sự tham dự và chứng kiến của đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Trong lời phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tin tưởng các chương trình hợp tác từ bản ghi nhớ hợp tác này sẽ được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Wolfsburg. Trong phần trao đổi thông tin về báo chí tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ cụ thể hơn về những dự án hợp tác sẽ triển khai trong thời gian tới giữa VFF và câu lạc bộ Wolfsburg. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết: "Và thông qua cái mối quan hệ này thì các đội tuyển Việt Nam có nhiều cái cơ hội, đặc biệt là các đội trẻ theo định hướng của đội tuyển Việt Nam." Về phía câu lạc bộ Wolfsburg, ông PM Michael Libaski, danh thủ một thời của bóng đá Đức và nay là đại sứ của câu lạc bộ, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng thành công trong các chương trình hợp tác phát triển giữa VFF và câu lạc bộ Wolfsburg. Đại diện cho câu lạc bộ đến từ nước Đức nhấn mạnh, sự hợp tác này không chỉ dừng lại trong lĩnh vực bóng đá mà còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Hợp tác đó chính là sự học hỏi lẫn nhau và cùng nhau hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra. Đặc biệt, đối với những môn thể thao đối kháng có tính cạnh tranh cao, thắng lợi luôn là mục đích cuối cùng mà chúng ta hướng đến. Qua sự hợp tác này, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được các mục tiêu đặt ra và cùng nhau gặt hái những thành công trong tương lai. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Wolfsburg có giá trị tới năm 2021 và hai bên thống nhất sẽ có những phương án gia hạn căn cứ theo những yêu cầu mới của tình hình thực tế. Sau buổi họp báo, ông PM Michael Libaski đã có buổi giao lưu với các cầu thủ đội tuyển U16 nữ Việt Nam hiện đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Được biết, chương trình hợp tác giữa VFF và câu lạc bộ Wolfsburg sẽ hướng tới sự phát triển cho cả bóng đá nam và bóng đá nữ.